bắt đầu khởi nghiệp, bọn mình đã có lúc cảm thấy rất là mệt mỏi bởi vì là gặp quá nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên thì chưa bao giờ bọn mình cảm thấy hối hận bởi vì đó là khi mà bọn mình sống đúng với đam mê của mình. Sản phẩm của bọn mình là bộ đồ chơi trí tuệ Kanto Mino, nó tặng chúng bé gồm có 12 miếng ghép bằng gỗ với màu sắc khác nhau. Bộ đồ chơi này có thể giúp trẻ vừa phát triển về trí tuệ cũng như là thể chất. Để thông qua bộ đồ chơi này, chúng mình hy vọng sẽ có thể giúp các trẻ phát triển toàn diện cũng như là giúp cho gia đình có một công cụ có thể gắn kết với nhau. Để vào đây để mạnh của nhóm chúng mình thì thứ nhất, chúng mình có một sản phẩm thực tế đã và đang đưa ra thị trường và được các bậc phụ huynh vô cùng đón nhận. Thứ hai là chúng mình có một đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, đầy đam mê, tài năng. Hiện nay thì rất nhiều người hỏi startup chúng mình là yếu tố nào là quan trọng nhất để khởi nghiệp thành công. Thì tuy nhiên có rất nhiều câu trả lời, có thể là ý tưởng, có thể là sản phẩm, có thể là thị trường rộng lớn, nhiều nguồn lực tài chính. Tuy nhiên thì tổng hòa những điều đó lại cũng chỉ nằm trong những con người. Mình nói vậy bởi vì nếu bạn có một đội ngũ, có một cộng sự giỏi thì tức là bạn đã có kiến thức ở hầu hết các mảng trong khởi nghiệp. Bạn có một đội ngũ giỏi tức là bạn có nhiều mối quan hệ và từ đó thì có thể giúp bạn mở rộng được cái nguồn lực về tài chính, về nhân sự. Bạn có một đội ngũ giỏi tức là họ sẽ luôn cháy cùng bạn để bạn không bao giờ mất đi ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết khởi nghiệp. Và nếu bạn có một đội ngũ giỏi thì họ sẽ là những con người đồng hành với bạn trên suốt chặng đường startup. Đó là một chặng đường cực kỳ gian nan.